Nếu như may mắn chưa bị dừng hoạt động thì phần lớn cũng ở trong tình trạng thua lỗ hoặc hòa vốn. Thực trạng éo ụt của doanh nghiệp Việt hiện nay có một phần không nhỏ là do chi phí đầu vào tăng phi mã trong 15 năm qua, kể từ khi luật doanh nghiệp ra đời. Chi phí tăng cao không chỉ khiến doanh nghiệp không có tích lũy để tái đầu tư phát triển sản xuất, mà còn khiến doanh nghiệp buộc phải ăn đông và ngày càng teo tóp khi áp lực cạnh tranh ngày càng lớn cùng cánh cửa hội nhập mở rộng. Tăng gấp 2,5 lần so với năm 2011. Mức đóng bảo hiểm xã hội của Việt Nam hiện đang cao nhất khu vực. Lãi suất vốn vay gấp 2 đến 4 lần các quốc gia ASEAN 6. Tỷ lệ chi phí vận tải logistics trên GDP ở mức 20%, gấp đôi Mỹ 9%. Nếu có điểm gì vượt trội ở doanh nghiệp Việt so với các doanh nghiệp quốc tế, thì có lẽ là khả năng xoay sở trước áp lực chi phí đầu vào ở mức hàng đầu khu vực và thế giới. Dựa trên nền tảng gì để chúng ta có thể cắt được chi phí khi mà chi phí nhân công chúng ta đang lên? Chi phí lãi suất ví dụ như là chúng tôi có thể vay tại thị trường Hồng Kông, thị trường Singapore với lãi suất chỉ 1-2%, 2,5%. Thế nhưng Việt Nam thì biết buồn cũng phải là 10%. Thế thì với một khoảng cách 4 lần trong chi phí về vốn thì chúng ta lấy gì để bù vào? Chi phí về lao động thì chúng ta đang đóng là bảo hiểm xã hội là gần như cao nhất khu vực Đông Nam Á mà chúng ta khẳng định là chúng ta cao nhất. Và chúng ta không dừng lại cái mức độ chi phí đó, mà mỗi một năm chúng ta đang xét để tăng lương thêm một lần nữa. Thế thì khi chúng ta có câu nói chuyện ở đây là chúng tôi muốn tăng lương để đảm bảo người động có thu nhập tốt thì người ta sẽ làm được năng suất tốt. Cái này không sai, đó là chuyện con gà quả trứng. Nhưng mà cho đến lúc mà anh có quan tâm đến con gà nó có đẻ được trứng nữa hay không, hay là anh ép nó có đẻ trứng thì nó lăn quay ra nó chết, thì cái này là chúng ta phải xem xét lại rất kỹ cái tư duy là chi phí cho nền kinh tế. Nhưng những chi phí đầu vào chính thức chỉ là thách thức bề nổi. Những chi phí không chính thức mới tạo nên áp lực lớn, khiến doanh nghiệp được nhiều chuyên gia ví von như những con bò, nhưng không phải là bò sữa mà là bò thịt. Các cái chi phí về vấn đề bôi trơn cho vấn đề tham nhũng và cái vấn đề là còn những hao tổn mà người ta phải thay đổi từ cái thay đổi về chính sách nữa. Bởi vì khi chính sách đã thay đổi thì bây giờ anh muốn hành động tiếp thì anh lại phải có bôi trơn hoặc là anh lại phải điều chỉnh từ cái nội lực của anh, cũng rất là mệt mỏi. Đấy, tất cả là những nguyên nhân làm cho cái chi phí doanh nghiệp của Việt Nam này là bây giờ là rất cao. Có một xu thế chuyển dịch đơn hàng từ Việt Nam sang những nước khác. Nó đơn giản tại sao họ phải chuyển? Người Việt Nam khéo tay, đơn hàng mình làm tốt là vì chi phí cao quá. Nhưng mà tại sao chi phí cao? Là bởi vì là em không bán anh giá cao thì ai đến em không bù được chi phí. Và cái vòng luẩn quẩn đó nó đang đẩy cho chúng ta bước vào một giai đoạn khó khăn. Và khi điểm ngưỡng của khó khăn đó là họ phải dừng lại cuộc chơi. Gần 1 triệu doanh nghiệp thành lập mới trong 15 năm qua, kể từ khi ra đời luật doanh nghiệp, thì có tới 50% dừng hoạt động. Nhưng trong số còn hoạt động thì có tới 52% doanh nghiệp lỗ hoặc hòa vốn. Kết quả này có đóng góp quan trọng của việc chi phí tăng cao. Gần đây, mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 được nhắc đến rất nhiều. Nhưng nếu chi phí đầu vào tiếp tục khiến những doanh nghiệp dày dạn thương trường và đã trải qua khủng hoảng, tiếp tục teo tóp và đi dần đến phá sản, thì liệu bao nhiêu doanh nghiệp được ươm tạo, bao nhiêu doanh nghiệp thành lập mới có thể tồn tại?